Cha cha cha, cho ta nhìn bầy thú nào. Chắc ngươi là Thạch Anh Tím, ngươi là Ngọc Hồng Lựu và ngọc trai của Kim Cương Hồng. Cô ta dẫn theo ngươi, tuyệt quá nhỉ? Không thể nào. Có thể đấy, thấy không? Ta đã có phong cách mới và vài món đồ chơi mới, thứ sẽ chấm dứt hạnh phúc suốt đời của các ngươi. Chắc đã có sự hiểu nhầm. Nếu ngươi chưa biết thì ta đã lập ra hòa bình khắp. Ừ, ta biết rồi. Ta đã nghe thông điệp của ngươi với vũ trụ, lặp đi lặp lại. Ta thích đoạn Kim Cương Hồng. Sống những ngày cuối đời trên hành tinh vô danh này với một lũ tầm thường. Đúng thế, ta đã nghe câu chuyện lặp đi lặp lại. Thật tuyệt khi được gặp những người bạn khác của cô ta. Đúng thế, ta đã nghe chuyện ta không thích cái kết của nó. Thật tuyệt khi được gặp những người bạn khác của cô ta. Cô ta đã nói gì về ta? Cô ta đã nói gì? Người đã làm gì mà không có ta? Người đã làm gì? Người đã chơi đùa mà không có ta? Người đã chơi gì? Người nghĩ ta sẽ không phát hiện ra ư? Đúng thế, ta đã nghe câu chuyện lặp đi lặp lại. Thật tuyệt khi được gặp những người bạn khác của cô ta. Cô ta đang chạy vòng quanh chúng ta. Tớ mệt quá. Thôi đi. Đúng là cô ta rồi. Nhưng việc này không thể xảy ra được. Chị biết cô ta ư? Nói cho em biết cô ta là ai đi. Ta là ai? Ta là ai ư? Người đang nói gì vậy? Ta là kẻ thất bại trong trò chơi mà ngươi không biết mình đang chơi. Hãy chơi trò khác nào. Lần này ta sẽ thắng. Đặt cược mạng sống, kẻ thắng sẽ có tất cả, bất kể thế nào. Hãy bắt đầu thôi. Đúng thế, ta đã nghe câu chuyện lặp đi lặp lại. Thật tuyệt khi được gặp những người bạn khác của cô ta. Đúng thế, ta đã nghe câu chuyện ta không thích cái kết của nó. Thật tuyệt khi được gặp những người bạn khác của cô ta. Những người bạn khác của cô ta. Những người bạn khác của cô ta.